hôm nay vô đi bộ đông quá. Xin chào anh Bảo, xin chào. Ủa này làm gì đây đông với mấy anh? Đã qua hầm nè cô, em có hầm. Mấy anh, bữa nay làm gì đây đông với cơ? Qua hầm luôn. Đi coi thời sự anh. Đi coi thời sự. Anh ơi, quay lấy video. Quay xe mày thôi sang. Chuyển động 60 giây trong ngày. Vì anh ơi, chuyển động 24 giờ anh Bảo. Anh qua để năm sau anh làm nha anh. Đủ quá, bữa giờ mới thấy ha. Hay là gom xuống dưới, đây dưới đồng lắm. Ở đây sao lại không nghe dưới đồng. Đây là đầy đủ thể loại luôn. Ô, hát 2 luôn. Ủa? Ủa xe này ai chạy ra đây vậy? Ủa gặp ổng hả? Ủa rồi. Ê! Đúng quá. Lâu quá gặp mày. Ai quay đâu hả? Ê! Bảo đang nào lại chim nha. Thôi mày ơi, mày làm đó là xui thôi. Nhưng bây giờ thấy phố đi bộ ô tô đông nữa ai. Ở dưới đám cháy xe cỡ mặt chiếc nữa. Phải của anh nói dạy.